Đã quá mấy anh chị ơi. Một chiếc máy massage mà đem trong mình rất là nhiều công dụng khác nhau luôn. Một em máy massage rất là nhỏ gọn như thế này, chiều dài chỉ có 30cm và độ rộng của nó chỉ khoảng tầm 6-7cm thôi. Rất là nhỏ gọn luôn nhưng mà thực sự là quá đã. Thực sự luôn, mấy anh chị có nhìn thấy rồi đúng không? Massage rất là sướng và cái độ rung của nó thì cực kỳ mạnh luôn. Độ rung cực kỳ mạnh nha, chứ mấy anh chị mà thấy mấy cái máy nào mà kêu rung êm là nó sẽ không có massage hiệu quả, nó không massage tốt bằng cái máy mà rung mạnh nha mọi người. Máy này em đang cầm trên tay cho mình là hàng Việt Nam sản xuất luôn. Hàng Việt Nam sản xuất và có bảo hành 5 năm cho các anh chị ha. Hàng này em sẽ giao kèm một cái chui cắm sạc cho mình. Cái này là cắm sạc xong thì mình sẽ dùng nó nha mọi người. Dùng nó nha. Ở trên thân nó sẽ có một cái nút như thế này. Thì cái máy này em rất là chắc tay luôn. Và nó sẽ chống trơn trượt cho mình. Máy em sẽ có là một màu trắng đục như thế này. Nhìn rất là ok đúng không ạ? Và cái đầu massage này thì em sẽ tặng kèm cho mấy anh chị hai đầu khác. Hai đầu để thay thế. Gắn vô rất là dễ luôn. Ba đầu massage như thế này. Gắn vô rất là dễ. Đó, bóp vô một cái là xong liền đúng không ạ? Nó giữ rất là chắc, yên tâm mấy anh chị. Ba đầu massage em tặng kèm vô trong cái máy của mình luôn, kèm theo một cái chui sạc điện, ok chưa? 249.000 rẻ quá luôn mấy chị. Rẻ lắm luôn nha. Đó, một cái đầu này mỗi đầu thì sẽ có một công dụng khác nhau, ok chưa? Chị nào, anh nào chưa bao giờ sử dụng cái máy massage cầm tay này thì phải thử ngay bây giờ dùm cho em. Hàng này em bảo hành 5 năm cho mấy anh chị nên yên tâm. Và 249.000 em đang bán cái giá này là đã bao gồm phí ship rồi. Nên mấy anh chị không cần phải trả phí ship nữa nha. Đó, cái kết cấu nó dài như thế này nè, dài và nhỏ như thế này, nó sẽ dễ giúp cho mình có thể tự động mình tự một mình massage mà không có cần phải có người khác, đúng không ạ? Nó có thể mình giúp cho mình massage tới những cái vị trí mà cái tay mình không tới được, ok chưa? Rất là tiện lợi luôn. Nó sẽ dài dài nhỏ nhỏ như thế này nè, cầm rất là chắc tay nha. Đó, với những chị nào mình muốn giảm béo, mình muốn giảm cái lượng mỡ thừa đưa vào cơ thể thì mình có thể sử dụng massage trực tiếp lên trên cái làn da của mình luôn, cũng rất là thân thiện và nó không có bị đau, yên tâm dùm cho em nha. Mỗi lưu ý dùm cho em là khi sử dụng cái máy massage này thì trước khi sử dụng mình sạc pin giùm em 2 tiếng đồng hồ nha. Sau đó mình sử dụng thì một lần mình massage không quá 20 phút đồng hồ nha. Và mỗi massage mỗi vị trí, ví dụ như là cổ nè, vai, gáy, lưng thì mỗi vị trí không quá 3 phút đồng hồ. Có nghĩa là dưới 3 phút, khoảng tầm 1-2 phút là mọi người chuyển chỗ khác cho em rồi tí quay lại cũng được nha. Ok chưa? Nếu mình chưa có tiền mình mua mạnh những cái máy massage mắc tiền vài chục triệu thì mình mua cái máy này trước, tiện lợi cầm tay mình đi chơi xa nha. Còn cái máy lớn thì mình chỉ để được ở nhà thôi, còn đi chơi mình không có thì mình mua cái này cũng được, ok chưa? Trường hợp nào cũng chơi được hết. 249.000 đồng và em miễn phí ship toàn quốc cho mình, bảo hành 5 năm nha. Cái này massage ở đâu cũng được hết nha mọi người. Đó, những cái chỗ mà mình không massage tới nè, đó mình cầm tay không có cần phải ai hết. Ở này cái này phù hợp cho những bác, những cô, những gì nào mà lớn tuổi, mình ở nhà một mình hoặc là mình không có thường xuyên có người thân bên cạnh á, thì mình dùng cái này cũng rất là tốt cho sức khỏe luôn. Tăng lưu thông máu nè, giảm đột quỵ nè, rồi giảm cái nguy cơ mà đau xương khớp, mỏi vai đồ này kia đó mấy anh chị. Những cái bệnh đó là người già rất là thường hay gặp luôn, nên em kiến nghị, em đề nghị luôn á mọi người. Đó, cái này là em hướng dẫn cho mọi người sử dụng một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe. 249.000 đồng thôi, rất là đã luôn mọi người ơi, cầm trên tay chắc nịch luôn nè. Sản phẩm này em có bảo hành 5 năm nữa, mấy anh chị nào yên tâm giùm cho em nhé. Massage cầm tay rất là tiện lợi luôn. Mình dùng cắm sạc vô nên là cái độ rung của máy nó sẽ khá là mạnh. Và khi mạnh thì mình massage nó mới đã nha. Chứ còn mà nhẹ quá là không có ăn thua, thật sự không ăn thua luôn. Dùng cái này massage lưng cực kỳ đỉnh luôn nha mọi người. Đó, nên là tranh thủ để lại cho em số điện thoại và kèm cho em một cái số lượng máy mà mình muốn mua là được. Cái này mua tặng mua biếu cũng đẹp lắm nha. 249.000 em miễn phí ship toàn